Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho phép nhà đầu tư BOT quốc lộ 6 giảm giá vé tháng đối với người dân địa phương thường xuyên qua lại đây. Cụ thể, xe tải được giảm 20%, xe con giảm 40% so với mức giá vé tháng trước đây và mức vé tháng mới sẽ giảm 60% so với vé lượt. Từ khi trạm thu phí BOT quốc lộ 6 đi vào hoạt động cho đến nay, người dân địa phương trên địa bàn thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã nhiều lần phản đối vì cho rằng vị trí đặt trạm chưa phù hợp và mức phí còn cao. Vị trí của trạm thu phí này nằm trong khu đông dân cư, chia thị trấn Lương Sơn ra làm hai phần. Và để hợp thức hóa trạm thu phí này, đơn vị thi công đã rời biển báo hết khu vực đông dân cư về vị trí mới cách 2 km.